chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái review này. Lắp ra bộ bơm. Đây, thành phần của bộ bơm này. Đây là cái phần lắp nối vào máy này. Đây là phần nối vào máy. Đây là cột xả. Đây là cột hút. Hai cái này có thể lắp vào nhau được. Cột hút được cột xả này. Răng này, ổ nối này, ren vặn này, cái khóa. Đây, em khóa đây. Mình sẽ bắt vào với thế này. Bây giờ mình sẽ lắp vào máy. Đầu tiên mọi người tháo bốn con ốc nhỏ kìa, bốn cái ốc ở cái núm lồi này. Đây bốn con ốc nha. Người tháo bốn ốc này, có bốn con. Máy này là loại máy đề điện, khởi động bằng điện.
bắn được cái này thì mọi người vào số để cho nó mắc số. Đó là nó có thể dùng mỏ lết cặp này. Đó, mọi người dùng bốn ốc này, bốn ốc phải dài hơn. Chưa. Mừng đi với cả anh Thành à? Đúng rồi, mừng đi với Thành. Hả? Mừng đi với Thành. Lắp cái chốt khóa. Đẩy này là còn. Lúc mọi người lắp cái này, cái đầu khuyết này, mặt khuyết này nó vào con ốc rồi nhé. Mưa này thì sơn cái gì? Sơn thôi, bây giờ đi đây. Đang kiểu đi làm kiểm xe. Lắp đủ 4 con ốc nhé, vì lúc máy nó khởi động là cái lực vặn nó lớn lắm đấy. Hạ chân trống này xuống này. Thì lúc có bơm thì
nó nặng đằng này nó không bị đi đổ. Tiếp theo một người gã này vào đi đấy bạn ơi, đã về đây. Cái quay đằng sau có nó có xông qua một số đấy, anh chạy trực tiếp cái này á? Ừ. Có trực tiếp nhưng anh ngắt côn nó vẫn ngắt được. Tiếp thì nó bám qua bộ côn. Cái này của nó là hút dạng hút chất không nhỉ? Vâng. Nó này, cái cửa cửa khóa đó. Để đi nhanh chân. Cứ thì 12 giờ anh em ở nhà đi. Đến lúc sau hàng thì đến đấy mẹ mới có 1 giờ kém 5. Mẹ có những bản đéo thì mình nhanh chứ. Cơ bản ra đường nó tháo. Đéo khóa cổ. Cho xe của mình vào đây. Đồ ấy đâu xả? Một cái hút một cái xả ấy. Đâu xả? Cái này hút này, cái này xả ấy. À. Xong rồi. Mình quá trình mình lắp là xong rồi. Để trực tiếp đem ra ao hồ sông để bơm cho bà con xem lần nữa. Những cái này mình sẽ cất đi này. Mọi người nhớ lắp cái chân trống này nhé. Đó là bơm nó nặng là nó đổ ra đằng sau ấy. Ừ, nó lắc là đổ nha. Mới lại lúc đấy là cái cả cái bầu nước này nữa này. Nó lắc, rung lắc. Con này của mình là nó đề bằng điện nhưng hiện tại là nó đang bị hết điện. Đề nhiều quá hết điện.
Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Mọi thông tin liên hệ với mình theo số 0978 760 984.